vì cuộc sống hơn.
Lớp ơi, bây giờ nghe cô nói không lớp? Nghe cô ơi. À, rồi. Rồi, mấy em chép cái nội dung đó vào chưa? Chép cái nội dung cô chiếu á. Các bạn chép nào đến đâu rồi? Cô nói các bạn nghe không? Các bạn ơi, chép đến đâu rồi nào? Xong chương 1 rồi cô. À rồi, xong rồi chương này rồi đúng không? Lớp chết tiếp nội dung này vào cho cô nha. Các bạn có nghe cô nói không? Lớp ơi. Mấy anh chị em xong lấy cái nội dung định thức ma tình nghịch đạo chứ hả? Lớp ơi, các bạn chị em xong định thức ma tình nghịch đạo chưa? Chưa cô ơi.
Mẹ em chép xong cái nội dung định thức và mặt trận nghịch đạo này chưa? Dạ chưa. Rồi bây giờ cô chiếu qua chương 2 nha. Khi nào mấy em chép xong cái nội dung chương 2 này, mấy em lên tiếng cho cô nghe các bạn. Các bạn chép xong nội dung chương 3, à, chương 2 chưa? Em ơi, lên tiếng giùm cô nào. Rồi hả? Chưa cô. Rồi, chép chưa xong hả? Sao lâu vậy? Rồi, bây giờ cô chiếu nửa chương 2, nửa chương 3 nghe. Các bạn chép vào đi rồi sau đó là cô giải thích sau nghe các bạn.
Cô có kéo lại lên trên một chút được không?
Rồi lúc ơi. Các bạn có nghe cô nói không nào? Có cô ơi. À rồi. Nghe rõ ràng không em? Dạ rõ. À. Lớp cô sẽ phụ trách lớp mình môn toán cao cấp A2. Có phải là trong cái lịch học của mẹ em là môn toán cao cấp A2 đúng không? Dạ đúng. Rồi, đây là cái nội dung mà đề cương môn học. Rồi, lớp này, cô phụ trách lớp mình môn toán cao cấp A2. Môn này gồm có hai tín chỉ nha. Hai tín chỉ thì các bạn thấy ở trên cái màn hình là của cô là dịch ra là cái gì đây? Lớp có hiểu cái số này không? Đọc lên nhầm cô, số này là số gì đây? 2, mở ngoặc đơn 204. 204 này là gì này? Là hai tiết lý thuyết trên lớp, không có tiết nào thực hành, và 4 tiết ở nhà tự học nghe lớp. Nhớ giùm cô nha. Môn này á, của mình là có hai tín chỉ 204, hai tín chỉ trên lớp, không có tín chỉ thực hành, và 4 tín chỉ là tự học. Có nghĩa là về nhà các bạn phải học gấp đôi trong cái điều kiện nếu như các bạn hiểu hết cái nội dung mà cô giảng ở trên lớp mà các bạn học có thời gian gấp đôi lên thì có nghĩa là các bạn đã đạt yêu cầu. Còn trong cái trường hợp mà các bạn không hiểu thì các bạn phải học gấp 3. Có nghĩa là phải 6 tín chỉ nha. Rồi, cái học phần của mình á, có tất cả là 4 chương. Chương 1 á, là ma trận định thức. Trong cái môn học này á, coi như là 100% là kiến thức mới. Mặc dù là có những cái kiến thức mà các bạn đã học rồi nhưng mà nó chưa được gọi tên. Thì hôm nay là mình sẽ học cái môn học này coi như là 100% là nội dung kiến thức mới nha các bạn. Rồi. Chương 1 của ta là ma trận định thức. Trong cái chương 1 này nè, là cái nội dung mà các bạn cần nắm á, là gì này? Đầu tiên hết là nhớ giùm cô, đối tượng của ta nghiên cứu là ma trận. Và trên khi mà các bạn thấy là nghiên cứu về ma trận á, nghiên cứu về một cái đối tượng nào đó thì người ta phải xây dựng các phép toán để làm việc trên nó. Ví dụ trong trường số thực R á, trong trường số thực R thì người ta xây dựng các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, lũy, thừa, khai, căn, vân vân. Ví dụ như là 1 cộng 2 bằng 3, đúng không? Người ta xây dựng cái phép toán cộng đó để kết nối các cái đối tượng này với nhau. Thì trong môn học này cũng vậy, người ta cũng đầu tiên hết là đưa ra cái đối tượng nghiên cứu, đó là ma trận này, và xây dựng các cái phép toán ở trên ma trận để gắn kết các cái phần tử hay là các cái ma trận lại với nhau. Thì ở đây là một cái loạt các cái phép toán mà ta sẽ nghiên cứu. Và nội dung tiếp theo trong cái chương 1 này chính là cái định thức của cái ma trận và cách tính cái ma trận nghịch đảo.
Rồi, cách tính của ma trận nghịch đảo. Và cái công cụ định thức này này lớp, cái định thức này mặc dù các bạn thấy cái bài của mình đó, nó rất là ngắn. Đó, trong cái đề cương nó chỉ có đúng 3 dòng thôi. Cái đầu tiên hết, dòng đầu tiên hết là giới thiệu là bài học là định thức. Và trong này có hai cái nội dung nhỏ nhỏ ở trong này. Nhưng thực tế nếu như mà các bạn nào mà học tốt cái bài số 2 này á, là coi như các bạn nắm được 30% nội dung kiến thức. 30% nội dung kiến thức. Bởi vì từ đây sau này á, thì các bạn thấy rằng là mọi thứ người ta đều quy về định thức. Giống như là ở bên Ý vậy đó, là mọi cái là điều quy về syndrome đó, thì chúng ta là mọi cái là điều quy về định thức nha. Rồi, và cái nội dung tiếp theo là ma trận nghịch đảo đó, để người ta đưa ra cái khái niệm thế nào là ma trận nghịch đảo, và người ta sẽ xây dựng cho các bạn các cái phương pháp để tìm một cái ma trận nghịch đảo như thế nào. Cô nói các bạn nghe có rõ không? Các bạn ơi. Rõ cô ơi. À, rõ rồi. Rõ ạ. Rồi. Chỗ nào mà không hiểu thì nói, cô nói chậm nha các bạn. À, và chương số 2 là hệ, có tên gọi là hệ phương trình tuyến tính, hệ phương trình tuyến tính. Rồi ở phổ thông là mình sẽ học rất là nhiều cái loại hệ, ví dụ là hệ đối xứng, hệ phản xứng, hay là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ phương trình bậc nhất ba ẩn, vân vân. Rồi có nhiều, hay là hệ phương trình đẳng cấp vân vân, có rất là nhiều cái loại hệ phương trình mà các bạn học. Thì trong cả cái hệ đó có một cái loại hệ mà sau này ta sẽ gọi tên nó là hệ phương trình tuyến tính. Rồi, và cái chương hệ phương trình tuyến tính này nó đóng vai trò cũng rất quan trọng, nó là cái kiến thức nền để cho các bạn nghiên cứu những cái chương về sau, những cái chương về sau, những cái nội dung mà đằng sau là khi mà các bạn thực hiện là mọi thứ đều đưa về hệ phương trình. Hệ phương trình nha, hệ phương trình tuyến tính này á. Và trong cái chương 2 này á, người ta đưa ra cho các bạn khái niệm thế nào là hệ phương trình tuyến tính, và người ta sẽ xây dựng trên đó các cái phương pháp để giải cái hệ phương trình tuyến tính. Các bạn thấy rõ ràng là khi mà làm việc với phương trình và hệ phương trình thì cái mà mình mong muốn đó chính là nghiệm nghiệm của phương trình hay nghiệm của hệ phương trình, đúng không? Và ở đây là người ta đưa ra cho các bạn là các cái phương pháp để tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính nha. Rồi có tất cả là các cái phương pháp này, thì từ từ vào nội dung chi tiết thì cô sẽ giảng từ từ như các bạn, giải thích từ từ. Rồi. Và cái chương số 3 là cái chương không gian vector. Cái chương 1, chương 2 chẳng qua là kiến thức nền để các bạn nghiên cứu chương 3 và chương 4. Chương 1, chương 2 là kiến thức nền, do đó là rất là dễ lắm. Vì nó là kiến thức nền, nên nó là khi mà các bạn trong cái quá trình các bạn học á, là các bạn cảm thấy là cái chương 1, chương 2 là các bạn rất dễ tiếp thu. Nhưng mà cái chương 1, chương 2 là kiến thức nền để các bạn nghiên cứu chương 3 và chương 4. Do đó vào cái nội dung chương 3, mà nếu như các bạn mà không đồng hành với cô, các bạn lơ là, thì qua cái nội dung chương 3 này các bạn sẽ bị khớp. Bởi vì cái chương 1, chương 2 các bạn có thể là không học những cái tiết trước, không học những cái bài học cũ, thì các bạn lên á, cô nói các bạn cũng có thể hiểu. Nhưng mà qua cái nội dung chương 3 này, là trong cái quá trình mà cô giảng á, thì nó lồng ghép chương 1 và chương 2 vào rất là nhiều, và nó xoay rất là nhiều lớp. Nên là nếu như mà các bạn mà lơ là, thì qua cái nội dung chương 3 này là các bạn cảm thấy khớp liền. Khớp ở chỗ là tại sao cũng là cô Trang, mà cô Trang giảng chương 1, chương 2 các bạn dễ hiểu vậy, mà bây giờ qua chương 3 cô giảng tôi không hiểu gì hết. Bởi vì lý do là kiến thức của nó rất là nhiều, rất là phong phú lên nha lớp. Rồi nói chung là khó từ chương 3 nha. Và trong cái nội dung chương 3 này á, là những cái nội dung mà mình nghiên cứu này, thế nào là không gian vector. Rồi, và một cái hệ người ta cho, một cái hệ vector người ta cho, thì cái hệ đó có độc lập tuyến tính không hay phụ thuộc tuyến tính không. Rồi, và cái vai trò độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính nó rất là quan trọng cho trong cái nội dung chương 3 này nha. Và người ta cho các bạn một cái tập, và người ta biểu các bạn hãy kiểm tra cái tập đó có phải là cái không gian con của cái không gian vector không. Thì qua cái nội dung 3.3 này á, là cô cũng sẽ định nghĩa cho các bạn thế nào là không gian con, và để kiểm tra một cái tập là không gian con thì phải là kiểm tra những cái điều kiện gì, vân vân.
Và cái nội dung tiếp theo của chương đó chính là cơ sở số chiều tọa độ của không gian vector. Rồi, cơ sở số chiều tọa độ của không gian vector. Rồi, qua cái nội dung này là cô khi mà các bạn chịu khó lắng nghe những cái nội dung trước, những cái kiến thức của cái bài học 3.1, 3.2 thì qua 3.3 thì qua cái nội dung 3.4 này thì các bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nha. Rồi, và trong tất cả các cái loại không gian vector có một cái loại không gian đặc biệt đó chính là cái không gian Euclid. Rồi, không gian Euclid. Và cái không gian Euclid này nói cho nó ngon vậy đó, chứ thực ra là các bạn đã học ở phổ thông rồi. Và để đi tìm tích vô hướng của hai vector trên không gian Euclid các bạn biết rồi, tính độ dài các bạn cũng biết rồi. Và ở trong này có thêm một cái loại mới, đó chính là khái niệm cơ sở trực giao, cơ sở trực chuẩn. Và nếu như cô cho một cái cơ sở bất kỳ thì là các bạn có thể dùng cái phương pháp Gram-Schmidt để đưa về cơ sở trực giao hay là cơ sở trực chuẩn nha lớp. Rồi, và nội dung cuối cùng của chương 4 đó chính là ánh xa tuyến tính. Rồi, các bạn học có từ ánh xa là các bạn nghe rất là quen. Vì sao quen? Học từ năm lớp 7, học lớp 8, học rồi thậm chí đến lớp 10, 11, 12 học luôn. Ánh xa có rồi. Nhưng mà trong các cái loại ánh xa có một cái ánh xa đặc biệt có tên gọi là ánh xa tuyến tính. Và cái môn học này là mình sẽ nghiên cứu về một cái loại đặc biệt đó, đi nghiên cứu về cái ánh xa tuyến tính này. Và để đi tìm ánh xa tuyến tính thì luôn luôn người ta mong muốn rằng biết nhân và ảnh của nó như thế nào, nhân và ảnh của cái ánh xa tuyến tính như thế nào. Và ở đây là trong cái chương 4 này là hai cái bài học đầu tiên là mình nghiên cứu về ánh xa tuyến tính, nghiên cứu về nhân và ảnh của ánh xa tuyến tính nha. Rồi, và qua cái nội dung 4.3 là mình áp dụng cái ánh xa tuyến tính này để đi vào chéo hóa một cái ma trình, có nghĩa là một cái ma trình bắt đầu người ta cho là một cái ma trình ở dưới dạng phức tạp. Bây giờ mình có thể dùng những cái phương pháp nào để đưa cái ma trình phức tạp đó về một cái ma trình đơn giản hơn. Rồi, và cái việc làm đó người ta gọi là chéo hóa ma trình. Và để chéo hóa ma trình đó thì các bạn phải phải nắm được cái phương pháp chéo hóa ma trình này. Và cái khi người ta trong cái quá trình mà người ta thực hành á thì người ta phát hiện ra là có những cái khái niệm mà ta cần phải nghiên cứu, đó chính là trì riêng vector riêng. Và cái phương pháp tìm cái trì riêng vector riêng của một cái ma trình như thế nào. Và cuối cùng á là người ta sẽ xây dựng một cái thuật toán để đi chéo hóa ma trình dựa trên cái trì riêng và vector riêng đó nha lớp. Đó chính là cái nội dung của môn học. Cô nhắc lại này, cái môn này á, nếu như mà các bạn chịu khó đến lớp đầy đủ, các bạn chịu khó làm những cái bài tập mà cô giao cho các bạn, thì cái môn học này đối với các bạn mà cái điểm 7, điểm 8, điểm 9, điểm 10 là cực kỳ đơn giản. Nhưng nếu mà các bạn không chịu học thì cũng rớt như là bình thường. Và học với cô Trang á, mà điểm mà dưới 7 thì có phải là không phải là học trò của cô. Còn những ai mà học điểm 7 trở lên thì mới gọi là học trò của cô nha. Cô nhắc lại nha, cái môn cô nói như vậy, cô khẳng định là học với cô là 7 điểm 7 là học trò của cô, mà không dưới điểm 7 là không phải. Vì lý do vì sao? Vì cái môn này nếu như các bạn chịu khó lắng nghe, chịu khó theo cô thì cái môn này nó cực kỳ dễ, nó dễ hơn so với những cái môn khác rất là nhiều, dễ hơn so với A1 hay là sản xuất thống kê vân vân, nó dễ rất là nhiều. Nhưng mà với điều kiện là các bạn phải chịu khó lắng nghe, chịu khó làm bài tập. Bởi vì các bạn ngay từ đầu là cô nói với các bạn rồi đó, cái môn này coi như là môn hoàn toàn mới. Trước đó các bạn không biết gì hết thì các bạn cùng học cái môn này điểm 9, điểm 10 như bình thường đó nha. Rồi, về đề cương các bạn có thắc mắc gì không? Lên tiếng giùm cô đi, trong cái quá trình học. Cô ơi, cho em hiểu cái này. Trong ví dụ như em có mua cái cuốn đề cương của cô mà dạng photo thì mình không có cái, vậy là mình bỏ cái phần dạng toàn phương đúng không cô? Có thể đưa dạng toàn phương về chính tắc là bỏ luôn đúng không cô? Hả? Cái dạng trong cái giáo trình đó cô, thì
thấy có dạng toàn phương với lại đưa à, dạng đúng rồi, khoan rồi, bây giờ nghe cô nói tiếp này. Rồi bây giờ ý của em là em đã mua giáo trình rồi đúng không? Rồi bây giờ bởi vì lý do là em nói trước cô Phúc rồi, vì lý do là cô là bây giờ là sau khi mà cô giới thiệu cái đề cương xong này thì bây giờ cô sẽ giới thiệu qua cái đề, cái giáo trình này nha. Cô giới thiệu qua giáo trình nha. Và đây chính là cái giáo trình nha đó. Cái giáo trình của môn toán cao cấp A2 C2 này á, hiện môn A2 này á, hiện tại là cái giáo trình chính của mình á, chính là cái giáo trình toán cao cấp A2 C2 của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Em ơi, em có cái cuốn sách đó rồi, em show lên cho các bạn xem giùm cô các. Em mở cái camera của em lên và sau đó em mở cái cuốn, đưa cái cuốn sách đó lên cho các bạn nhìn cho cô cái nào. Được không? Dạ được, cô chờ em chút nè. À rồi Thiền, Thiền đưa lên nhầm các bạn xem nè. Rồi mấy em thấy cái cuốn sách mà Thiền đưa lên chưa? Mấy em? Rồi. Dạ rồi. Rồi thấy rồi đúng không? Sao cô không thấy mẹ em ta? Rồi. À, đây là cái cuốn giáo trình chính, cuốn giáo trình chính của mình là toán cao cấp A2C2 của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh nha. Đây là cuốn giáo trình chính. Ngoài trong cái cuốn giáo trình chính này nè thì các bạn thấy là ở đây có cái chữ là toán cao cấp A2 gạch ngang C2. Bởi vì do là cái môn toán cao cấp A2 dành cho khối kỹ thuật, môn toán cao cấp C2 dành cho khối kinh tế. Nhưng nó có rất nhiều cái nội dung chung, gần như chung. Do đó là khi mà soạn giáo trình á, bộ môn toán là soạn chung hai cái môn toán cao cấp A2 và môn toán cao cấp C2 trong vòng một cuốn, trong một cuốn. Và trong cái cuốn này á là không phải là C2 học hết, cũng không phải là A2 học hết, mà ta chỉ học những cái nội dung trong cái đề cương cô viết thôi. Chính vì lý do đó nên hồi này cô chiếu cái đề cương cho các bạn chép, để các bạn biết rằng khi các bạn mua cái cuốn giáo trình này thì về chỉ nghiên cứu những cái nội dung nào mà trong đề cương có, còn những cái nội dung nào mà trong đề cương không biết á, có nghĩa là các bạn không cần nghiên cứu vì nó là thuộc về môn toán cao cấp khác nha các bạn. Và nhớ cho cô nha, cái tên gọi cái cuốn giáo trình là toán cao cấp A2 gạch ngang C2, nhưng nhớ dùm cô, môn của chúng ta đang học là môn toán cao cấp A2. Để lỡ trường hợp mà các bạn sau này vì lý do gì đó mà các bạn cải thiện điểm hoặc là vì lý do gì đó mà học lại chẳng hạn, thì nhớ dùm cô đăng ký toán cao cấp A2 chứ không phải là C2. Nhớ dùm cô nha. Mặc dù là ghi như vậy nhưng thật ra đây là hai môn học còn khác nhau nghe các bạn. Môn A2 dành cho khối kỹ thuật, môn C2 dùng dành cho khối kinh tế. Rồi, và các bạn ghi cái nguồn tài liệu này vào vào vở chưa? Vào vở chưa? Dạ rồi. Rồi. À, bây giờ là qua cái tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo thì thật ra là ở trong này các bạn thấy có rất nhiều cuốn. Cuốn thứ nhất là cuốn của thầy Nguyễn Đình Trí này. Thầy Nguyễn Đình Trí này là có cái cuốn bài tập. Bài tập của thầy Nguyễn Đình Trí là có lời giải luôn. Nếu mà các bạn có điều kiện thì mua cái cuốn này để về có cái cơ sở để các bạn ôn tập thêm nha. Rồi ngoài ra là có cái cuốn của thầy Nguyễn Viết Đông này. Thầy Nguyễn Viết Đông, cái cuốn này rất là hay, nhưng mà nó dày lắm lớp, nó cực kỳ dày luôn. Và nó là lý thuyết rất là nhiều mà viết rất 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 là cẩn thận. Nếu như mà bạn nào mà muốn giỏi cái môn này á thì lấy đọc hết cái cuốn sách của thầy Nguyễn Viết Đông này là giỏi rồi. Tại vì viết tất tần tật những cái gì liên quan đến đại số trực tỉnh là viết vào đây hết. Môn này á, các bạn khi các bạn mua giáo trình tham khảo thì các bạn nghe cái từ A2, C2 gì cũng được. Mà cái cốt lõi là các bạn phải nghe được cái từ đại số tuyến tính nha. Ví dụ ở đây người ta ghi là toán cao cấp tập
2, người ta có mở ngoặc đơn ở phía dưới là chữ đài số tuyến tính. Môn này thực tế là cái thực chất là cái tên gọi của nó là đài số tuyến tính, nhưng mà lý do là có khi xây dựng đề cương là có một số trường thì người ta muốn phân biệt đài số tuyến tính cho ngành kỹ thuật hay đài số tuyến tính cho ngành kinh tế, do đó người ta ghi là khối kỹ thuật thì người ta ký hiệu chữ A, còn khối kinh tế người ta ký hiệu chữ C để cho phân biệt thôi. Thực tế là cái môn này gọi là môn đài số tuyến tính nha. Rồi và cái cuốn của thầy Bùi Xuân Hải này á, là nó mỏng thôi, và kiến thức của nó cũng tương đối khá xúc tích. Rồi những cái giáo sư này, Nguyễn Đình Trí này, thầy Nguyễn Đình Trí này là đang công tác ở trường Đại học Sư phạm này, hồi xưa cô học cao học là thầy này vẫn dạy cô này. Rồi thầy tiến sĩ Nguyễn Viết Đông này, rồi là cũng là hồi xưa là học dạy cao học của cô. Thầy đang công tác trường khoa học tự nhiên. Rồi thầy Bùi Xuân Hải này là thầy hướng dẫn luận văn thạc sĩ của cô đây. Đó, đây là thầy của cô á. Thầy này là giáo sư rất là giỏi nha. Mấy thầy ở trên này là giỏi hết. Rồi, trong những cái thầy này á, là có thầy Nguyễn Đình Trí này, là các bạn biết không? Thầy là giáo viên toán nhưng mà sau đó là nghiên cứu về cái thị trường chứng khoán và bây giờ là thành là trung của thị trường chứng khoán, gọi là ông bậc thầy của thị trường chứng khoán ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Rồi, và cái cuốn thứ hai, cuốn tiếp theo mà các bạn có thể nghiên cứu nữa đó là cái cuốn của nhóm tác giả là Ngô Thu Lương và Nguyễn Minh Hằng. Đây là cũng là cuốn bài tập, rồi mua cuốn này là cũng hay. Rồi, và ngoài ra là nếu mà các bạn muốn tham khảo thì có cái cuốn của nhóm tác giả Anton Corret rồi viết về cái đài số tuyến tính nha, và ứng dụng của nó, ứng dụng của đài số tuyến tính nó cực kỳ hay nha. Những cái loại sách tiếng Anh này á, nếu mà có điều kiện á, thì mình muốn giỏi á, lớp trong cái quá trình mà các bạn học á, không phải riêng vì gì môn toán này đâu nha. Không phải riêng gì môn toán đâu mà cô hướng dẫn cho các bạn là cái cách học này. Trong cái quá trình mà các bạn học đại học á, là các bạn khi các bạn vào cái chuyên ngành á, là mình có cái môn gọi là môn tiếng Anh chuyên ngành. Cái môn đó cực kỳ quan trọng lắm lớp. Môn đó là các bạn thấy khơi vậy đó, nhưng mà thực ra là nó cực kỳ quan trọng. Vì sao cô nói là quan trọng? Nếu mà các bạn có điều kiện mà các bạn học cái giỏi cái môn tiếng Anh chuyên ngành đó, mà khi các bạn nghiên cứu về giáo trình, thì cái cuốn giáo trình mà rất cần nghiên cứu đó là cái cuốn tiếng Anh. Tại vì cái cuốn tiếng Anh là cái cuốn mà người ta viết gọi là bản gốc á, bản gốc lần đầu tiên người ta viết á. Do đó người ta viết rất là cẩn thận và người ta thổi hết cả cái hồn của người ta vào đó luôn. Rồi do đó nếu như mà các bạn mà đọc được sách tiếng Anh á, thì các bạn sẽ thấy rằng á, là đọc sách tiếng Anh dễ hiểu hơn đọc sách tiếng Việt. Đọc sách tiếng Anh đó là nó cực kỳ hay luôn. Ví dụ ở trong này là cái cuốn này á, là những cái nội dung mà ứng dụng của đài số tuyến tính á, là nó thể hiện ở trong đấy. Mà khi các bạn đọc rồi là các bạn cảm thấy rằng là nó cực kỳ hay, nó thú vị lắm lớp nha. Rồi đó chính là cái giáo trình nha lớp. Trong cái giáo trình này các bạn có thắc mắc gì không? Đó. Không thắc mắc gì cô đi tiếp nha. Rồi, cô đi tiếp là cái nội dung mà cô muốn trao đổi với lớp đó chính là đánh giá, cách đánh giá cái điểm quá trình. Cách đánh giá cái điểm quá trình nha lớp. Cái việc đánh giá điểm quá trình này nè là đối với một số môn học á, thì thầy cô có thể là đánh giá theo kiểu là cho trong cái quá trình học cho học các bạn học thoải mái luôn, nhưng mà thầy cô là dựa vào hai cái cục điểm, đó là cái một hoặc hai cái cục điểm khi các bạn làm bài kiểm tra. Còn riêng cô á, thì cô sẽ không đánh giá giống như vậy nha lớp. Cô không đánh giá theo kiểu là đánh giá sinh viên là qua dựa vào một hoặc hai bài kiểm tra, mà cô sẽ đánh giá từ cái buổi đầu tiên cho đến buổi cuối cùng luôn. Từ buổi đầu tiên cho đến buổi cuối cùng mà cô các bạn tham gia học với cô là cô đánh giá các bạn cái điểm quá trình đó đó. Và môn này á là cô sẽ đánh giá này dựa vào rất là nhiều cái tiêu chí, mặc dù là 30% tổng số điểm, nhưng cô đưa ra những cái điều kiện rất là khắt khe để đánh giá cái điểm quá trình của các bạn. Và mục đích của cô á, là không phải là hai sinh viên, nghe nhá, nghe rõ này.
cô đánh giá rất là cẩn thận và mục đích của cô là không phải là hại sinh viên mà là tạo điều kiện và cố gắng tối đa để cho các bạn phát huy được hết tất cả các cái năng lực của các bạn. Và không nhận là để các bạn học môn này mà là nó là cái động lực để cho các bạn hay là cái cách để cho các bạn học những cái học phần tiếp theo, những cái học phần khác ở trong cái quá trình các bạn học ở trường, ở bậc đại học á. Đó là cô là mong muốn của cô là vậy, là cô là theo sát các bạn và cô đánh giá cho các bạn từ cái buổi đầu tiên cho đến cái buổi số 10 luôn. Và cô sao sát các bạn từ đây đến 10. Và học trong cái quá trình học với cô này là phải các bạn phải hiểu rằng một cái điều này. Học với cô Trang là cực kỳ áp lực nha lớp. Áp lực là bởi vì sao? Lý thuyết hỏi liên tục, bài tập ra liên tục, rồi áp lực lắm. Nói chung là học với cô là cái kiểu có cảm giác như là chạy đua với thời gian á. Nhưng ai mà chạy đua được thì đến cái lúc mà các bạn đi thi các bạn thấy thoải mái lắm. Đi thi giống như là đi chơi vậy đó. Rồi đi thi vô trong phòng thi nhìn thấy cái đề là các bạn cảm giác là như là của là đi chơi vậy đó, không có liền, không có si nhê gì so với các bạn hết đó. Học với cô là như vậy hết, mong muốn của cô là đạt được là như vậy. Học thực nhân thi chơi, học thực nhân thi chơi nha các bạn. Đó, lớp của mình thiếu cái danh sách trên này có cái tên các bạn chưa? Các bạn hả? Tiếng đâu rồi hả? Hồi này là dạ cô. Rồi em là dì Thiền đấy, đọc lên nhầm cô để cô kiểm tra cái danh sách. Dạ, Nguyễn Ngọc Thiền. Rồi Nguyễn Ngọc Thiền lớp này đây. Rồi nhìn thấy cái danh sách của lớp mình chưa em? Thấy chưa các bạn? Thấy rồi đúng không? Rồi. Lớp này để cô đánh giá. Danh sách này có tên em không cô? Không cần cô. Hả? Danh sách này có tên của em không cô? Em không thấy. Em tên gì? Dạ em là Tiểu Cần. Tiểu Cần hả? Dạ. Rồi đây này, Lê Tiểu Cần này, thấy chưa? Thấy tên em chưa? Dạ rồi. Rồi và bây giờ cô bắt đầu phân chia nhóm này. Cô phân chia nhóm nha. Môn học này là các bạn sẽ làm việc với nhau, làm việc nhóm theo nhóm từ đầu đến cuối nha. Rồi lớp này có 16 môn, cô cho 10 nhóm. Rồi. Đức Anh nhóm 1, Tuấn Anh nhóm 1. Rồi khi mà lát nữa là cô sẽ cho các bạn từ nguyện tình nguyện là làm nhóm trưởng. Nhóm trưởng là có rất là nhiều cái quyền hạn, có nhiều cái trách nhiệm và có nhiều cái quyền lợi ở trong đó ngay lớp. Và đầu tiên hết là cô cho lớp tình nguyện là làm nhóm trưởng. Mà để tình nguyện được thì bây giờ là các bạn nhìn thấy ở trên cái màn hình của cô này là cô ghi nhóm 1 này. Nhóm 1 là gồm những bạn nào. Thì trong 10 bạn của nhóm 1 là bạn nào nhóm trưởng, muốn làm nhóm trưởng thì suy nghĩ đi rồi lát nữa là thông báo với cô ơi em muốn làm nhóm trưởng, cô cho làm nhóm trưởng nha. Nhóm trưởng là cái điều kiện tiên phong của nhóm trưởng là phải chăm chỉ đó nghe lớp, chăm chỉ và có trách nhiệm ấy nha. Chứ không phải là làm nhóm trường là mai mốt là bỏ bê nhóm mà không được á. Rồi nhóm 2 này, có cần cô đọc tên không? Cô chiếu lên như vậy là các bạn biết được mình nhóm nào chưa? Cô chiếu như vậy mấy em thấy không? Có cần đọc tên lên không? Các bạn được không? Rồi. Thấy rồi đúng không? Rồi đây là nhóm 2. Rồi nhận bài nhóm 2 là theo dõi giùm cô nha. Đủ 10 người chứ hả? 2, 4, 6, 8, 10. Rồi đây là nhóm 3. Rồi nhận bài nhóm 3 chú ý giùm cô nha. Rồi
Rồi, đây là nhóm 3. Rồi, nhóm 4 này. Rồi, nhóm 4 của cô đây. Và nhóm 5. Rồi, nhóm 3 còn lại là nhóm 6. Nhóm 6 là có 11 bàn nhé. Là có tất cả là 11 bàn nhóm 6 nhé. Rồi và bây giờ này nhóm 1 này. Nhóm 1 là cô đọc tên nhận bàn nhóm 1 nha. À, Hủ, à, Thiên, à, Ngọc Thiền là cô nhờ Ngọc Thiền làm nhóm à, lớp trưởng cho cô nhé Ngọc Thiền. Thiền ơi. Yeah. Rồi, rồi em làm lớp trưởng nha. Cô ơi, vậy giờ em tạo group Zalo xong rồi gửi các bạn đường link tham gia luôn nha cô. Từ từ em, từ từ. Rồi cô sẽ làm việc với các bạn sau. Bây giờ là phân nhóm trước đã. Cô phân nhóm, cô mới phân nhóm rồi. Từ từ nghe em. Rồi lúc này giờ mấy em suy nghĩ chứ, suy nghĩ ai làm nhóm trưởng chứ. Nhóm 1 là gồm có những thành viên này, cô đọc lại nha. 1 là Đức Anh, 2 là Tuấn Anh, 3 Gia Bảo, 4 Văn Bình, 5 Tiểu Cần, 6 Kim Trung, 7 Hải Đăng, 8 Thành Danh, 9 Minh Đạt, 10 Dương, Ngọc Dương, Dương đây. Rồi trong nhóm này là bạn nào muốn làm nhóm trưởng lên tiếng giùm cô nè. Nếu mà không lên tiếng là cô sẽ chỉ định nha lớp. Rồi trong nhóm 1 này có bạn nào làm muốn làm nhóm trưởng nào lên tiếng giùm cô với. Cô nhắc lại nha. Rồi nhóm trưởng á, là có quyền lời, quyền trách nhiệm đi đôi với quyền lời nha lớp. Mà những ai mà làm nhóm trưởng thì cô cam đoan rằng á, là cái học lực của các bạn là đối với cái môn học này các bạn sẽ tăng lên gấp đôi nha. Rồi bạn nào nào, nếu mà không ai thì cô nhờ Gia Bảo ấy. Gia Bảo ơi. Dạ cô. Rồi em làm nhóm trưởng nhóm 1 nha Bảo. Dạ. Rồi nhóm trưởng nhóm 2 nào, bạn nào, cô cho các bạn từ nguyên này. Lên tiếng đi các bạn, cứ mạnh dạn lên. Mình là sinh viên do đó là mình phải mạnh dạn ấy nha, phải chủ động ấy nha lớp. Mình là sinh viên rồi do đó là mình phải mạnh dạn chủ động lên. Lúc sau này các bạn, đây là cái cơ hội, trường đại học đó là cái cơ hội để các bạn khảo sát cái năng lực của mình đó nha lớp. Từ cấp 1 cho đến 12 học dở không ai biết, nhưng mà lên đại học các bạn học dở là ra liền, mà các bạn học tốt là biết liền đó. Sau này người ta đi hỏi, các bạn đi xin việc người ta hỏi tới cái bằng đại học thôi, và người ta hỏi xem từ 4 đến 5 đại học là các bạn tích lũy được những cái gì thôi. Còn mà từ lớp 1 cho đến lớp 12 quầy bánh nóc người ta cũng không có quan tâm nha. Quan tâm chủ yếu là đại học thôi. Do đó các bạn phải chủ động lên, mạnh mẽ lên. Rồi bạn nào nào, trong nhóm 2 này các bạn nào chủ động muốn làm nhóm trường không? Lên tiếng giùm cô, không có ngại gì ngại hết á.
Có bạn nhiệm vụ gì á cô? Bạn mới bảo là bạn làm những chuyện cô. À, làm nhiệm vụ gì á? Cô nói rồi, cứ yên tâm, làm nhóm trường là chỉ có lời chứ không có hài nha. Rồi, nhiệm vụ thì cô sẽ sau khi mà cô nói tới nhiệm vụ rồi là các bạn sẽ dành nhau đấy. Nhưng mà bây giờ trước khi mà cô muốn các bạn là phải chủ động, phải mạnh dạn nhận cái nhiệm vụ này. Còn cái công việc nhiệm vụ như thế nào thì lát nữa cô sẽ giới thiệu sau. Rồi, ai mạnh dạn nào? Mem cứ mạnh dạn lên đi. Dạ cô ơi, bạn Nguyễn Vũ Duy có nhắn trong cái trò chuyện của cô. Nguyễn Vũ Duy đúng không? Em cô ơi, rồi Duy muốn làm nhóm trưởng nhóm 2 đúng không? Nguyễn Ngọc Duy chứ, Nguyễn Vũ Duy hả? Rồi. Nguyễn Vũ Duy nhóm trưởng nhóm 2 chứ? Đó, cứ mạnh dạn vậy nè. Em cứ mạnh dạn lên đi. Rồi. Rồi còn nhóm trưởng nhóm 3 này là bạn nào? Mạnh dạn lên đi các bạn. Lên tiếng đi. Em Vua ơi. Rồi em đọc tên em. Nguyễn Nhật Linh ạ. Rồi Nguyễn Nhật Linh. Rồi nhóm trưởng nhóm 3 nha Linh. Rồi. Đó, phải mạnh dạn giống bằng Linh vậy đó mới được. Rồi, rồi nhóm 4 bạn nào nào? Dạ em cô. Rồi, em đọc tên em đi em. Dạ Hồng Ngọc cô. Hồng Ngọc đúng không? Rồi Võ Thị Hồng Ngọc đúng không? Mạnh dạn lên các dạ. Bạn. Dạ. Rồi nhóm trưởng nhóm 5. Tiền vừa đảm trách lớp trưởng vừa nhóm trưởng luôn được không Tiền? Tiền ơi. Dạ cô ơi, em hỏi là lớp trưởng là làm những việc gì ạ cô? À rồi, lát nữa cô sẽ thông báo luôn nha. Em vừa lớp trưởng vừa nhóm trưởng luôn đi cho Tiền. Yeah. Rồi. Rồi, và nhóm 6 này. Nhóm 6 bạn nào? Em làm cô ơi. À, em đọc tên em. Quách Lê Anh Tuấn. Rồi, Quách Lê Anh Tuấn đúng không? Rồi, nhóm trưởng nhóm 6. Rồi. Rồi, các bạn này, những nhóm trưởng á thì ghi lại cho cô hoặc là chụp cái màn hình lại cái danh sách nhóm của mình nha các bạn. Hoặc là tí nữa cô sẽ gửi cái danh sách này lên trên group Zalo cho các bạn luôn nha. Và các bạn ghi lại tải cái file này xuống và xóa hết những cái thành viên khác, chỉ có giữ lại cái nhóm của mình thôi. Còn riêng lớp trường là giữ nguyên cái danh sách của nhóm này luôn nha. Và các bạn nhớ chú ý này, khi mà tải xuống là các bạn để đúng theo thứ tự vị trí nha các bạn. Ví dụ Cần là số 5, Chung là số 6 là cứ để số 5, số 6 vậy chứ không có đảo Cần với Chung nha. Nha, rồi không đảo cái danh sách nha các bạn. Bởi vì nếu các bạn đảo danh sách mai mốt là cô sẽ vào cái khả năng cao là vào bị nhầm điểm á. Còn nếu như mà mình không có đảo danh sách thì chắc chắn 100%. Cái môn học này á thì cô sẽ gửi cho các bạn một cái ngân hàng đề thi trắc nghiệm tham khảo. Rồi, cái ngân hàng đề thi này á là do một thầy giáo bên một cái trường đại học khác up lên ở trên website á, trên trang web á, và cô thấy nó phù hợp với trình độ sinh viên trường mình, do đó là cô tải cái ngân hàng đó xuống để cho các bạn có thêm cái nguồn tài liệu tham khảo để làm bài tập thêm. Và cái ngân hàng đề này á là cái ngân hàng dưới dạng trắc nghiệm nghe các bạn. Cô nhắc lại này, ngân hàng đề không có đáp án. Mai mốt hỏi cô ơi, cô Trang cho em xin đáp án là cô không có nha lớp. Tại vì đây là cái ngân hàng đề mà nó tới 500-600 câu. Rồi cô không thể nào mà làm đáp án cho từng câu được. Nên là cô nhắc lại lớp này. Đây là bữa đầu và các bạn nhớ giùm cô là cái ngân hàng đề mà cô gửi cho các bạn là không có đáp án. Đấy nha. Và các bạn khi mà các bạn làm bài tập ở trong cái ngân hàng đề đó thì các bạn vẫn phải làm ở dưới dạng từ lùng cho cô nha. Bởi vì do đây là cái bài tập mà cô cho lớp làm bài tập thêm, do đó là mình á, mặc dù biết rằng là mai mốt là đi thi trắc nghiệm nhưng mà cô muốn các bạn làm ở dưới dạng từ lùng để rèn luyện thêm cái năng lực tính toán, rồi khả năng tư duy vân vân, được chưa? Rồi, nha. Và nhóm trường là có nhiệm vụ gì này, sau mỗi cái chương á, ví dụ là hôm nay là kết thúc
chương 1 thì tuần sau trước khi lên lớp là các bạn nộp bài tập chương 1 cho cô. Nộp bài tập chương 1 được chưa? Rồi và để có cái bài tập chương 1 đó thì nhóm trường sẽ phân công nhiệm vụ cho 10 thành viên trong nhóm. Giả sử trong cái ngân hàng đề đó là có 50 công thì 10 người thì một người sẽ là 5 công, một người sẽ 5 công được chưa? Rồi và bốc theo kiểu là các nhóm trường này là không phải chọn ngẫu nhiên, ví dụ như là giống như cô giống bài đó nha, bởi vì cô làm cái danh sách này cô chọn ngẫu nhiên được, bởi vì do là không có liên quan gì nhau, do đó nhưng mà các bạn khi mà giao bài tập đó là không phải là giao cho Lê Đức Anh làm bài câu 1 cho đến câu 10, không phải như vậy, bởi vì trong cái ngân hàng đề đó mà câu 1 đến câu 10 là chỉ có đúng một cái nội dung thôi, ví dụ là nội dung tính các cái phép toán trên mặt trận thì chỉ có cái nội dung đó thôi. Mà nếu mà mấy em giao như vậy á, là Đức Anh nó chỉ có biết cái nội dung đó chứ những cái nội dung khác nó không biết. Do đó là các bạn thấy ví dụ trong cái chương 1 này có những cái nội dung này như là ma trận này, định thức này, ma trận nghịch đạo này, thì các bạn phải phân chia một bàn trong nhóm phải đảm bảo được ba cái nội dung đó, tức là bài tập là có đầy đủ ba cái nội dung đó. Nhóm lớp lớp trường nhóm trường hiểu không? Như vậy là các bạn nhóm của mình đó là có cái cơ hội là làm được tất cả các cái bài tập ở trong ba cái nội dung. Và nhóm trường là sau khi phân công rồi giao cho lớp nhóm các thành viên làm, và các thành viên làm bài tập xong rồi á thì lại chuyển qua cho nhóm trường để nhóm trường tổng hợp lại các cái file PDF, tức là các cái hình ảnh á, nếu mà đánh ra thì càng tốt, mà không thì các bạn cần chụp cái hình ảnh của cái vở của mình, vở bài tập của mình là được rồi, giao qua cho nhóm trường và nhóm trường là tổng hợp lại rồi gửi lên trên group Zalo của lớp mình cho cô. Lát nữa cô sẽ cho lớp mình là tạo group Zalo của lớp nha. Rồi đó là nhiệm vụ của nhóm trường này. Ngoài ra này, từng buổi học nhóm trường điểm danh cho cô được chưa? Ví dụ bạn Đức Anh này, bạn Đức Anh là hôm nay có đi học được chưa? Và khi mà bạn Đức Anh đi học á, bạn Đức Anh có một cái điểm cộng ở trên lớp thì các bạn ghi cho cô số 1. Còn nếu như là bạn Tuấn Anh đi học rồi, đi học mà bạn có 2 điểm cộng thì các bạn ghi cho cô số 2. Được chưa? Rồi, còn nếu như mà bạn Gia Bảo hôm nay vắng, Gia Bảo ấy xin lỗi nha, đây là cô lấy ví dụ thôi nha. Gia Bảo vắng có phép thì ghi cho cô chữ phép. Rồi và phép cô hoặc và xin bạn Gia Bảo ngay ở trên group Zalo của lớp luôn. Được chưa? Rồi, còn nếu như mà không xin gì hết, group Zalo của lớp hoặc là group Zalo của nhóm nha. Rồi còn nếu mà không xin gì hết là ghi cho cô chữ vắng. Ví dụ hôm nay bạn Văn mình vắng đi thì ghi cho cô chữ không phép nha. Rồi các bạn hiểu chưa? Hiểu cách làm chưa? Rồi và cái điểm quá trình này này, cô nhắc lại là cô sẽ đánh giá dựa trên 3 tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là bài kiểm tra ở trên lớp. Bài kiểm tra khi mà cô cho các bạn làm bài kiểm tra trong cái quá trình mà thực hành thì trong quá trình học đó là cô sẽ cho các bạn kiểm tra 1 đến 2 bài nha, 1 đến 2 bài kiểm tra. Rồi và tiêu chí thứ hai nữa đó chính là bài tập nhóm. Bài tập nhóm này, ví dụ là Đức Anh nhóm chương 1 không tham gia thì em ghi trong đó là Đức Anh không tham gia, được chưa em? Bạn nào mà không tham gia thì nhắn lên là ví dụ như cô ơi, tức là nhắn lên trên group Zalo của lớp luôn, cô ơi nhóm 1 nộp bài chấm bạn Đức Anh không tham gia làm bài tập nhóm. Đó là ghi như vậy rõ ràng như vậy cho cô nha. Hoặc là các bạn viết vào trong cái tờ cuốn vở rồi xong rồi chụp màn hình đi cho cô chẳng hạn. Ví dụ là bạn này không có tham gia làm bài tập nhóm chương 1 thì ghi rõ ở trên cái danh sách đó để cô biết rằng là bạn này không tham gia bài tập chương 1 nha. Rồi. Và cái điểm tiếp theo mà cô cái tiêu chí tiếp theo mà cô lấy cái điểm quá trình này đó là phát biểu ở trên lớp. Ví dụ hôm nay bạn Đức Anh phát biểu thì cô nói là Đức Anh ơi được 1 điểm cộng. Thì Đức Anh sẽ từ ghi điểm cộng của mình và nhóm trường ghi cái điểm cộng của Đức Anh để sau này cô tổng hợp lại. Và bên này cô ghi để cô đối chiếu lại luôn. Đấy nhá. Rồi.
Và ngoài ra là trong cái quá trình mà cô cho ví dụ ở trên lớp thì cô giả sử cô cho cái bài tập nhỏ, rồi xong cô biểu các bạn ơi làm bài tập nhỏ đó đi, rồi các bạn cô lấy 5 người hoặc 10 người thì các bạn sẽ nộp bài tập trên nhỏ đó trên group. Rồi sau khi cô chốt cái danh sách nộp bài tập rồi thì cô sẽ sửa cái bài tập nhỏ đó. Bạn nào làm đúng thì cô sẽ thả một tim. Cô thả một tim. Và một tim đó là tương ứng với một điểm cộng nghe các bạn. Cô thả một tim là tương ứng với một cái điểm cộng. Và lớp chú ý giùm cô này. Bạn Đức Anh nộp bài, bạn Tuấn Anh không được vào thả tim, không được vào bấm like nghe nhá. Bởi vì bạn Tuấn Anh mà bấm thả tim vào á, thì lát nữa là Gia Bảo á, mà muốn vào xem trong đó là cô thả tim hay Tuấn Anh thả tim sẽ rất là vất vả cho Gia Bảo. Và Đức Anh nộp bài chỉ có cô thả tim thôi, còn Đức Anh hay toàn bộ cả lớp không ai thả tim nữa nha. Bạn nào mà cứ thả tim bài tập của bạn mình đó, là mình sẽ bị trừ một điểm đó ngay lớp. Ví dụ Tuấn Anh mà thả tim của Đức Anh là cô trừ Tuấn Anh một điểm cộng đó nha Tuấn Anh. Rồi hiểu ý cô chưa? Rồi cái nào á, mà cô thả tim là sẽ được điểm cộng ngay lớp. Rồi đó là cả cái nhóm trường này, nhiệm vụ của các nhóm trường này. Rồi còn nhiệm vụ của lớp trường là gì này? Nhiệm vụ của lớp trường á, là điểm danh xác suất cho cô. Ví dụ hôm nay em thích điểm danh nhóm 1 thì em xem từ trên trên cái danh sách này này là nhóm 1 nó có đi học đầy đủ không, rồi em điểm danh xác suất cho cô. Rồi hôm sau em không thích thì em điểm danh nhóm 3, rồi hôm nữa em không thích em điểm danh danh nhóm 4 vân vân, được chưa? Thì em điểm danh xác suất cho cô để xem từ các cái nhóm trường này làm việc chuẩn chưa. Rồi và thứ hai nữa là gần kết thúc học phần á, là các cái nhóm trường này này, các nhóm trường này á, sẽ gửi các cái thông tin trên group Zalo cho cô, và hoặc là gửi qua cho lớp trưởng để lớp trưởng tổng hợp lại cái danh sách này, tổng hợp lại cái danh sách này ngay cho lớp. Rồi và trên này là thể hiện này, là số lần làm bài tập chương này, số lần làm. Ví dụ như là bạn Đức Anh môn này có 4 chương, bạn Đức Anh tham gia 2 chương thì ghi cho cô số 2. Còn nếu mà bạn Đức Anh tham gia cả 4 chương thì ghi cho cô số 4 đấy nhá. Rồi trên cái danh sách này là cô ghi rất là rõ, rồi ghi thể hiện rất là rõ nha, điểm cộng này, rồi số lần làm bài tập chương này, rồi những cái thông tin trên này là nó có hết. Thì đây là cái cơ sở sau này cô trò mình sẽ là ra điểm quá trình nha lớp nhá, ra điểm quá trình. Rồi nhóm thì dùng nhóm nào có tên này luôn, rồi số lần làm bài tập chương. Rồi còn ở đây là cái này là của cô làm, cái cột này là của cô làm nhá. Các bạn sẽ làm cho cô các cái cột từ ngày 5/3/2022 này cho đến số lần làm bài tập chương này nha. Rồi, lớp trường hiểu về việc của mình chưa? Dạ cô, dạ cô cho em hỏi là vậy là em có quyền điểm danh bất kỳ nhóm nào, ví dụ như là sau buổi hôm nay đây, ví dụ em có quyền điểm danh nhóm 3 hoặc nhóm 4, không nhất thiết là phải cả lớp luôn hả cô? Đúng rồi, bởi vậy cô mới dùng cái từ là điểm danh xác suất đó. Ủa, cô nói xác suất thì mình đánh vô cái ô nào hả cô? Tại điểm danh xác suất thì em là có cái file riêng của em đó này. Em có cái file này gọi là file tổng. Ví dụ hôm nay em điểm danh của bạn Đức Anh đúng không? Thì em ghi ví dụ là Đức Anh có này, rồi Tuấn Anh vắng không phép này. Rồi ví dụ như vậy, cô lấy ví dụ nhá. Rồi bạn Gia Bảo là có này, ví dụ như vậy. Đấy nhá. Rồi hôm sau giả sử ngày 26 tháng 2 em muốn điểm danh nhóm 2 thì em ghi vào đây. Tức là điểm danh của em là điểm danh xác suất là vậy đó. Cô không trong một buổi em không cần điểm danh hết tất cả các bạn, mà em chỉ có cần điểm danh xác suất thôi. Có nghĩa là hôm nay em thích điểm danh nhóm nào đó thì em tự điểm danh. Và sau đó mai mốt là cô sẽ đối chiếu vào đâu. Ví dụ nhóm trường nhóm 1 là điểm danh ngày 5/3. Rồi bắt đầu cô xuống chỗ Thiền á, cô xem thì Thiền điểm danh có giống bằng này không, rồi là biết. Đấy nhá. Đó là trách nhiệm của nhóm trường và lớp trường. Rồi các bạn nắm được công việc của mình chưa nào?
Dạ cô ơi. Dạ bạn Bình nói là bạn muốn trải nghiệm làm nhóm trưởng cô nên là em đổi cho bạn đó được không cô? Tại bạn đó có nhắn nha em. Dạ bảo, dạ bảo muốn nhường quyền trải nghiệm này cho bạn Phạm Văn Bình đúng không? Dạ. Rồi nếu mà hai em đồng ý thì cô đổi thôi. Dạ. Đúng rồi, Gia Bảo với Văn Bình là đồng ý rồi đúng không? Rồi. Dạ. Rồi và đó là trách nhiệm. Còn quyền lời này, quyền lời của các bạn là cái quyền lời hữu hình này, quyền lời hữu hình là nhóm trường, lớp trường làm việc tốt sẽ được cộng mỗi người một điểm. Đó là quyền lời có thực, được chưa? Sẽ được cộng điểm, cộng một điểm quá trình đấy nha lớp, được chưa? Rồi, đó là cái quyền lời có thực. Rồi, còn cái quyền lời vô hình này, vì cô giao nhiệm vụ cho mình là nhóm trưởng á, nên là mình không thể nào mình chay lười được. Đó, bây giờ mình mà chay lười thì những bạn ở trong nhóm làm sao lắm. Ví dụ là bạn Bình, bây giờ Bình muốn làm nhóm trưởng mà bây giờ là bài tập Bình giao cho mọi người mà Bình không làm thì Bình nói ai nghe, đúng không? Do đó là bắt buộc là Bình phải cố gắng, nỗ lực, rồi chăm chỉ, rồi để còn kéo những bạn khác lên nữa. Rồi, và chính vì cái sự nỗ lực, chăm chỉ để kéo những bạn khác lên và để thể hiện cái trách nhiệm của mình, thì cuối cùng á, học cuối kết thúc học phần tự nhiên điểm quá trình của mình cao. Điểm quá trình mình cao, bởi vì lý do là mình đã nỗ lực rồi. Rồi, và mình chăm chỉ là cao hơn so với là nếu như mình không làm nhóm trưởng. Cái thứ nhất và cái thứ hai này là các bạn sẽ được cái trải nghiệm rằng á, là mình làm leader nó được đến đâu. Và nhận cái gì á, là thuận lợi thì cần phải phát huy, nhận cái chỗ nào là chưa đạt cần phải khắc phục. Đó thì nhận cái lúc mà các bạn cứ làm leader cho các cái học phần như vậy thì sẽ được trải nghiệm và thành lập cho mình một cái khả năng để làm việc nhóm và có rất là nhiều cái thứ liên quan, quyền lời liên quan ở đằng sau nữa. Do đó là khi mà nói giáo viên hỏi là bây giờ ai muốn làm nhóm trường hay lớp trường là các bạn phải dành nhau làm. Dành nhau làm bởi vì khi mà các bạn làm như thế là các bạn sẽ học được rất là nhiều thứ, rất cực kỳ nhiều thứ luôn. Nên nha các bạn, hiểu ý cô nói chưa? Bây giờ mà cô hỏi lại là cả lớp đòi làm nhóm trường hết này. Coi như là... Rồi, được không? Rồi, như vậy là ổn chưa các bạn ơi? Dạ, như vậy nếu mà điểm danh bất kỳ là sẽ cuối giờ đúng không con? Sau khi gần kết thúc buổi học là sẽ nói lên trên đây. Rồi, đúng rồi. Nè, các bạn phải nhớ giống cô này, có nhiều người học đối phó lắm nha. Ví dụ hôm nay bạn Hải Đăng lên lớp, nhưng mà Hải Đăng học có 30 phút thôi là coi như vắng đó nghe, là nhóm trưởng. Đó là học là phải học từ đầu buổi cho đến cuối buổi đó mới là đi học, mới là đến lớp. Còn giả sử như là bạn Minh Đạt hôm nay vắng một tiết, hôm sau vắng một tiết nữa là em cứ cộng dồn lại cho cô là thành ra là một buổi đó. Anh nhá. Bây giờ cô ơi, em đang vắng rồi. Thì cô lấy ví dụ mà. Cô đang lấy ví dụ. Dạ. Cô đang lấy ví dụ mà đúng không? Rồi. Lấy ví dụ em chứ chả lấy nó là ví dụ như bằng trang mà vắng thì cả lớp vắng rồi còn đâu. Hả? Dạ cô ơi, cho em hỏi cái số làm bài tập chương á cô, vậy là cái đó là bài tập mà cô giao cho nhóm hay là bài tập cho nhóm á? Bài tập dạ. Giao cho nhóm. Ví vậy dụ Phạm Văn Bình là tham gia 3 lần ghi ở đây cho cô số 3 nhé. Rồi tham gia làm bài tập nhóm nha lớp. Và nè, không để đối với môn, cô thấy là hầu như là sinh viên hồi xưa cô cũng là sinh viên nên cô trải qua rồi. Cô trải qua rồi là có những cái học phần là vui lắm lớp. Từ đầu buổi cho đến tuần 13, tuần số 1 cho đến tuần 13 là mình không hề học gì hết á. Mình cứ lên lớp vẫn đi học chuyên cần, vẫn lắng nghe thầy cô nói, nhưng mà mình về nhà mình không học bài. Xong rồi đến cái tuần bắt đầu thi á, tuần 16, 17 thi là bắt đầu, tuần 13 là bắt đầu tăng tốc lên học. Và lúc đó học nó không kịp nữa nghe lớp. Tức là lúc đó là mình học là học theo kiểu đối phó, mà khi đối phó là mình không thể nào là
ngắm nghiêng được tất cả các cái môn học hết. Ví dụ như là cô Trang ngày xưa cô đi học mà mắc cười lắm, có những cái môn học mà cô cảm giác là nó nhàm chán cái chỗ là tự nhiên cô sinh viên đại học sư phạm tự nhiên bắt cô học tâm lý lứa tuổi, mà tâm lý lứa tuổi khổ quá, học từ mầm non cho đến cấp 3 luôn, rồi xong đó học tâm lý lứa tuổi của đại học nữa. Cô nói ủa sao tự nhiên mấy cái môn học này nó nhàm chán gì đâu, không chịu học. Rồi đến cái lúc nào mà gần thi mới bắt đầu học cái môn đó, và cái thời điểm mà cô học á là cô cảm giác rằng là cái môn này nó không có tác dụng gì hết, nhưng đến khi ra trường mới nhìn thấy được cái tác dụng vô hình của nó. Tại vì bây giờ là sinh viên ra trường đâu có phải là về dạy cấp 2 hết đâu, hoặc là không phải là về dạy cấp 3 hết đâu. Có người thì đi dạy đại học, có người dạy cao đẳng, có người dạy cấp 3, có người dạy cấp 2, hoặc là có người đi công tác cái công việc khác. Nhưng mà vì hồi đó mà mình không học được cái tâm lý đó thì bây giờ làm sao mà mình ấy được, đúng không? Đó, do đó là cô thấy có những cái học phần mà cô cũng thích, mà tự nhiên cảm giác giống như là bắt buộc học á, nhưng sau khi ra trường rồi mới thấy được là cái tác dụng vô hình của những, có nghĩa là cũng không có cái môn nào là phù hết, môn nào cũng coi là chính. Bởi vì sao các bạn? Giả sử như là các bạn học ngành thực phẩm đi, thì các bạn thấy rằng là những cái môn nào mà liên quan đến cái ngành thực phẩm á, là các bạn coi là môn chính, còn những cái môn khác các bạn coi không phải chính. Nhưng mà ví dụ như môn toán cao cấp A2 này, trời ơi mấy em nói là liên thực phẩm nó liên quan gì toán cao cấp A2 đâu, do đó A2 không cần học chính, nhưng nó ảnh hưởng các bạn rất là nhiều. Ảnh hưởng thứ nhất này, nếu các bạn học tốt môn này là các bạn sẽ có cái khả năng tư duy cao, chắc chắn rồi đó. Giả sử như một cái vấn đề, mặc dù là các bạn dùng cái hóa chất giống nhau, nhưng mà bạn này á lại ra kết quả tốt, mình là ra kết quả không ra, thí nghiệm mình không ra, đó vì lý do là mình không có tư duy. Rồi hoặc là ví dụ mình muốn tìm ra một cái sản phẩm mới thì mình thay vì là mình dùng ABC, bây giờ mình dùng ABD, đúng không? Mà cái đó mà muốn dùng được là không phải là tự nhiên các bạn có đâu. Mai mốt các bạn đi thí nghiệm là các bạn thấy có những cái vật dụng mà nó cực kỳ mắc, mà nếu các bạn làm sai á, các bạn không có tính toán, các bạn làm sai là các bạn phải đi mua lại cái nguyên liệu mới, mà cái nguyên liệu mới nó mắc, nhưng mà là nó ấy. Trong khi đó nếu mà các bạn có một chút tư duy thì các bạn sẽ tối đa hóa được những cái thiệt hại cho bản thân mình, được chưa? Và về mặt thời gian vân vân, đó là cái môn, đây là cái môn gọi là cái môn tập cái tính tư duy, nó là vô hình, nó không áp dụng trực tiếp cho các bạn mà nó áp dụng ở dưới dạng gián tiếp, mà nó cùng quan trọng chứ không phải không có nha. Và cái thứ hai nữa, các bạn cứ hình dung này, trong cái quá trình các bạn học, giả sử như là 40 tín chỉ thì trong đó là có tầm 25 cho đến 30 tín chỉ là liên quan đến chuyên ngành của các bạn, và từ 10 cho đến 15 tín chỉ là nó không liên quan, cô lấy ví dụ như vậy. Nhưng mà 10-15 tín chỉ đó nó vẫn là nằm trong cái danh sách cái tổng điểm của các bạn. Giả sử như những cái tín chỉ đó mà các bạn học cao, ví dụ các bạn học cái tín chỉ thể dục đi, các bạn được điểm 9, cô lấy ví dụ như vậy, thì sau này là nó cũng là tổng điểm ra cho các bạn. Trong cái đó nếu mà các bạn học những cái môn phụ này mà các bạn chủ quan, các bạn cần tiêu chí qua môn thì mai mốt các bạn tổng điểm lại các bạn cực kỳ thấp. Và lên đại học là mình đừng có bao giờ có cái suy nghĩ, tất cả các học phần các bạn nghe lời cô, đừng bao giờ có suy nghĩ học qua môn. Rồi, tư tưởng của các bạn học để lấy học bổng đó, các bạn thấy không? Bạn nào học giỏi là nhà trường với nhà nước luôn luôn có những cái cơ chế tạo điều kiện cho thuận lợi các bạn lấy học bổng. Mà khi các bạn lấy học bổng là không phải là cái đó, là mặc dù là học bổng giả sử như một học kỳ thôi được có 3 triệu thôi, nhưng mà 3 triệu đó là một cái động lực vô hình cho các bạn ra trường, các bạn có cái công việc tốt. Và cái tiêu chí của mình là tiêu chí đạt loại giỏi, đạt học bổng. Vì cái mục tiêu của mình là đạt loại giỏi, đạt học bổng, thì giả sử như mình muốn có học bổng, mình mục tiêu của mình đạt học bổng mà khi mà nó không được học bổng á, thì mấy em rớt xuống là giỏi hoặc là cần giỏi, chứ mấy em không thể nào mà rớt xuống thành trung bình được, đúng không? Hoặc là các bạn muốn rằng mục tiêu của các bạn là ra trường được bằng giỏi, thì ra trường á, các bạn sẽ đạt được ít nhất là cái loại khá, mà khá nửa trên trở lên, đúng không?
chứ các bạn không thể nào mà rớt xuống. Mục tiêu của mình á là vào đại học là đạt được cái bằng giỏi, mà đi ra trường là bằng trung bình, là cô nói là nếu mà bạn nào có mục tiêu á, là cô cam đoan là không có cái trường hợp đó xảy ra. Còn nếu như mà các bạn kêu là ôi học để cho qua môn, học để cho qua môn, tư tưởng mà học để qua môn là mai mốt là nó sẽ rớt ở trong cái phạm vi nào, ra trường bằng trung bình yếu hoặc là không được, không đủ điểm để ra trường, khổ cái gì đó. Mà tất cả những cái này là từ cái tư duy của mình, từ cái tâm lý của mình, là nó sẽ ảnh hưởng đến cái hành động của mình. Nếu như cái hành động của mình mà muốn học để đạt loại giỏi thì mấy em sẽ cố gắng. Không thể nào mà cứ ngày nào đưa ra buổi tối ngủ là kêu là bây giờ cố gắng làm sao để đạt loại giỏi, mà không thể nào không học được, đúng không? Khi mà các bạn, mục tiêu của các bạn đạt loại giỏi thì cái đầu tiên là các bạn phải cố gắng học. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai mà cô muốn nói với các bạn nữa là hiện tại bây giờ là do là tình hình dịch bệnh nên là các bạn chưa có đi làm nhiều, nhưng mà sau này mà tình hình dịch bệnh mà ổn đi rồi á, cái cuộc sống nó trở lại bình thường rồi á, là sinh viên là hay có cái nhu cầu là kiếm việc làm thêm. Cái mục đích kiếm việc làm thêm á, là giải quyết cái vấn đề trước mắt, đó là có cái tiền tiêu vặt và đỡ gánh nặng cái gia đình. Nhưng có một số bạn á, lớp là quên mất cái nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ của phụ của mình á, là đi làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt và giảm cái gánh nặng của gia đình. Nhưng nhiệm vụ chính của mình là nhiệm vụ học, chứ không phải là đi làm, đúng không? Có những bạn ham đi làm quá, ví dụ mới chân ướt chân ráo, sinh viên mới chân ướt chân ráo lên trên thành phố, tự nhiên ở nhà đang ngồi ăn không ngồi rồi, tự nhiên lên thành phố là thấy rằng là làm có tiền. Ví dụ như là làm một ngày 8 tiếng là mình tổng cộng là giả sử một tháng mình được tới 3 triệu luôn, là xong rồi mình ham. Mình ham là mình ham đi làm quá, xong rồi mình quên luôn cái nhiệm vụ chính. Và khi mà các bạn quên luôn cái nhiệm vụ chính đó, thì chắc chắn là ra trường các bạn sẽ đạt cái thành tích không cao, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái tương lai của các bạn rất là nhiều. Rồi và các bạn xác nhận này, xác định cho cô này, từ năm 23 tuổi, 22 tuổi, 23 tuổi sau khi các bạn ra trường thì các bạn có thể đi làm từ lúc 22 tuổi cho đến lúc về hưu. Cái thời gian làm việc của các bạn là từ 22 tuổi đến thời đến về hưu, nhưng thời gian học của các bạn cực kỳ ngắn, nó quyết định cho tương lai của các bạn trong cái khoảng thời gian là 4 năm đại học. Sau đó là 4 năm đại học nó là cái nền tảng để sau này cái công việc của mình, nó là một trong những cái nền tảng để quyết định cái công việc của mình. Do đó là các bạn phải cố gắng học ở trong 4 năm đại học này. 4 năm đại học này học cực lực, học nhiều nhất có thể. Bố mẹ của các bạn khó khăn nhưng cũng có thể gắn cho bạn 4 năm đại học đó, mà sau này ra trường các bạn tha hồ có thời gian, các bạn muốn trả công trả ơn cho các ba mẹ, các bạn có rất nhiều thời gian để trả công trả ơn, không có tận dụng 4 năm đại học để trả công trả ơn. Để trả công trả ơn 4 năm đại học này là cái con đường mà ngắn nhất và nhanh nhất, đó là học cho thật tốt bạn. Đó là cái con đường mà hiếu thuận với bố mẹ hoặc là gì đó. Đó, 4 năm đại học nghe lớp cô nói rồi đó, rất là quan trọng, cố gắng học cho cô. Không, cô nói hơi nhiều một xíu nhưng mà nói là không phải để cho các bạn học tốt cái học phần của cô, mà cô nói để cho các bạn học tốt 4 năm đại học nha. Không có cái môn nào vô nghĩa, không có cái môn nào nhàm chán, không có cái môn nào là không có cái hay thú vị trong đó, môn nào cũng có cái hay cái thú vị trong đó hết á. Các bạn cứ cảm nhận từ từ rồi xem sau này ra trường, 4 năm sau khi ra trường đi làm mới thấy được là lời nói của cô Trang có giá trị. Còn bây giờ nói là cô Trang nói sao mất thời gian của em nha. Các bạn đồng ý với cô không? Lớp ơi. Dạ đồng ý. Dạ đồng ý. Rồi, phải cực lực lên nha lớp. Cực lực lên, cố gắng lên. Đó là sau này là ra trường là cô đảm bảo luôn. Có cái câu chuyện vui một xíu là hồi xưa cô đi học, cô đi dạy á, trong quá trình cô dạy thì có một cái bạn đó là làm đoàn thanh niên của khoa. Mà các bạn cứ tưởng tượng này, sinh viên năm tư rồi mới đi trả học phần môn này cho cô,
là học phần môn này đó. Mà các bạn cứ tưởng tượng là lên lớp á, là không có chịu học, mà lên lớp là cứ bấm 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 điện thoại liên tục. Cô mới nói em ơi, tại sao mà lúc nào cô cũng thấy em không có lơ là thế, sao không có tập trung gì hết. Rồi bà mới kêu là cô ơi cô, bởi vì em là bí thư đoàn thanh niên, do đó em nhiều việc lắm, em này em kêu trời ơi tùm lum tà la vậy đó. Rồi xong rồi kêu là em mà không làm là các bạn không chạy. Thì cô mới nói với em bạn đó là bây giờ cô hỏi này, nếu như cái công việc của em là công việc chính của em mà công việc học, mà nếu như em không học thì không ai học giùm cho em, đúng không? Còn nếu mà bên đoàn thanh niên, đúng là đoàn thanh niên rất là cần em, nhưng mà em cần lên cái đầu việc thôi. Em giao những bạn khác ở trong thành viên đó, các bạn đó làm giúp cho em được không? Làm được. Những cái công việc ở đó người ta làm giúp cho mình được, nhưng mà cái việc học của bản thân mình là mình không học thì không ai học được cho mình. Và các bạn cứ tưởng tượng cô làm, cô bắt nó học đến mức độ mà nó ghét cô luôn lớp. Nó ghét cô luôn trong cái quá trình học, ngày nào lên lớp nó cũng giằng co với cô hết á. Và nó tỏ vẻ ra thái độ rất khó chịu với cô. Và cô nói rõ, cô nói thằng này, bây giờ em cứ tỏ thái độ với cô như thế nào cũng được, nhưng mà em phải qua môn này cho cô, bởi vì em mà không qua môn là em rớt lại năm đó. Cô nói trước cho em rồi đó, bây giờ em không học cái môn của cô là mà năm này em không qua môn á, là em bị rớt lại một năm đó, thay vì người ta 4 năm người ta ra trường, còn em thành 5 năm đó. Bởi vì là không hoàn thành hết tất cả các học phần thì làm sao ra được trướng. Rồi trời ơi cô, các bạn cứ tưởng tượng là nó gồng cô, nó gồng cô, nhưng mà cái buổi cuối cùng nó lại lên cảm ơn cô. Rồi và sau đó là qua môn, nhưng mà qua môn điểm không có cao, bởi vì trong quá trình học nó đâu có nghe cô đâu mà cao, nhưng mà nó qua môn. Và sau đó nó quay qua là nhắn tin cảm ơn cô là nhờ cô em mới ra trường đúng hạn đó. Đó, thấy chưa? Mà cô nói rồi đó, việc chính của mình là vẫn là việc học nha các bạn. Rồi. Trong quá trình học là với môn này nè, học với cô Trang là các bạn không tin, các bạn lên trên các cái diễn đàn các bạn hỏi, học với cô Trang là căng thẳng lắm, tức là thấy cô giống như vậy đây, nhưng mà cô căng thẳng là không phải là cô la, không phải mắng, không phải gì hết, nhưng mà cứ hỏi bài cũ. Ví dụ như là cô đang dạy cái nội dung gì đó mà liên quan đến bài cũ, cô gọi Kim Trung. Đó, mà cô cũng không cho điểm cộng, cũng không cho điểm trừ gì hết, nhưng mà tự nhiên cô gọi Kim Trung, mà Kim Trung trả lời được á thì Kim Trung thoải mái, còn trả lời không được thì tự nhiên Kim Trung cảm thấy xấu hổ với lớp, xấu hổ với cô, xong tự nhiên coi ghét cô đó. Ghét cô là bởi vì cô tự nhiên cô kêu em chi, rồi bây giờ là các bạn biết em học yếu rồi, cứ chỉ có vậy thôi đó, là coi như là sinh viên là căng thẳng với cô. Nhưng mà thực tế nếu mà các bạn học bài ở nhà mà cô mà hỏi các bạn đâu có cần căng thẳng với cô, đúng không? Đúng không lớp? Rồi cô nói hơi nhiều xí nha, buổi đầu tiên nói hơi nhiều tí, nhưng mà cái mong muốn của cô là các bạn học tốt nhất có thể ở 4 năm bậc đại học nha các bạn. Rồi bây giờ là ta đi vào cái nội dung môn học. Rồi. Cố gắng nha, cô đi cực kỳ chậm, cô đi là cực kỳ chậm, và cô luôn luôn cố gắng là tạo điều kiện cho các bạn hiểu bài nhiều nhất có thể. Do đó là trong cái quá trình cô giảng mà lớp mà không hiểu nội dung nào thì báo với cô. Ví dụ cô ơi cái chỗ đó em chưa hiểu thì nói để cô giảng lại. Hỏi bài với cô không xấu, chỉ có rớt môn học gặp cô mới xấu nha lớp. Rồi bây giờ ta bắt đầu nghe các bạn. Rồi thấy màn hình cô chiếu chưa? Các bạn ơi. Dạ thấy. Rồi. À, chương 1 ma trận nha. Rồi các bạn ghi cho cô cái chương 1 ma trận bài.
À, rồi các bạn chép cái định nghĩa này vào nha lớp. Bài học hôm nay, bài học số 1 là ma trình. Rồi các định nghĩa, các bạn chép cái định nghĩa này vào vở cho cô. Rồi các bạn chép cái định nghĩa vào nha. Chép xong rồi thì báo với cô là cô ơi em xong rồi hết. Rồi các bạn chép xong chưa? Báo với cô nè. Lớp ơi, chép xong chưa nào? Chưa xong rồi. Rồi các bạn chép tiếp nội dung ở trên màn hình xong rồi cô giảng lần ngay các bạn.
Rồi lớp ơi, lớp đọc lớp có hiểu gì không? Hiểu là cô bỏ qua mà không hiểu thì cô giảng này có hiểu gì không? Lớp? Lớp ơi, trả lời giùm cô nào. Dạ không hiểu đúng không? Không hiểu đúng không? Rồi bây giờ cô giảng này nha. Ở đây là cô lấy ví dụ 1. Cô giảng thông qua ví dụ nghe đó. Ma trình là gì? Ma trình cấp M nhân N thực ra là gì? Là một cái bảng số hình chữ nhật. Nó là một cái bảng số hình chữ nhật. Có mấy dòng? Có M dòng và N cột. Các bạn có thể là đọc là chữ dòng cũng được. Còn thứ kia đọc là chữ hàng cũng được nha đó. Đọc như thế nào được thế? Rồi, có tất cả là M dòng và N cột, được chưa? Rồi, và bây giờ cô lấy ví dụ, đây là cái ma trình A. Ma trình A này á, là cô lấy là một cái bảng số hình chữ nhật. Rồi, có hai dòng và ba cột. Cô lấy ví dụ như vậy nha. Có hai dòng và ba cột nha. Rồi. Và trên này là những cái con số thì các bạn có thể cho tùy ý 1, trừ 1, rồi 0, rồi 2, 5, rồi trừ 7. Cô lấy ví dụ như vậy. Được không? Rồi. Như vậy là cô nói là ma trình là gì? Ma trình thực ra là một cái bảng số hình chữ nhật có M dòng và N cột. Và đối với cái ma trình này thì cô gọi là ma trình này có cấp là bao nhiêu? Có cấp là bao nhiêu lớp? Sao định nghĩa? Cấp 2. Cấp 2 luôn không? Sao mà sao cấp 2 à? Ở đây là người ta ghi là cấp M nhân N. M là gì? M là số dòng, N là số cấp 2 nhân 3. Đúng rồi. 2 nhân 3 là bằng mấy? Dạ 2 nhân 3 bằng 6. Rồi như vậy cô ghi cấp 6 được không? Dạ không, phải ghi là 2 nhân 3 rồi. Vì sao phải ghi 2 nhân 3 mà? Tại vì theo định nghĩa là ma trận cấp A. Ma trận A cấp M nhân D trên R, chứ nó không có ghi, nó không có được ghi như mà 2 nhân 3 thì bằng 6 đó, thì ghi số 6 được không má? Người ta biết được số dòng với số cột. Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. Cái này á là mình ghi 2 nhân 3 mặc dù biết rằng là 2 nhân 3 bằng 6, nhưng mà ta không ghi 6. Bởi vì nếu mà cô Trang nói là cô cho ma trình cấp 6 thì bây giờ bằng bình bằng nói rằng là cô ơi, cô em muốn là một dòng 6 cột, rồi cô nói bằng thiền bằng tiêu là cô ơi, cô em muốn 3 dòng 2 cột, rồi bên bằng gia bảo cãi là em muốn 2 dòng 3 cột, rồi không biết được, đúng chưa? Chính vì lý do đó nên người ta ghi là 2 nhân 3 chứ không ghi là 6, mặc dù biết là 2 nhân 3 bằng 6, đúng hiểu chưa? Rồi ghi 2 nhân 3 là các bạn nhìn vào các bạn biết 2 dòng 3 cột. Rồi, đơn giản như vậy thôi. Và cái vị trí này này, vị trí số 2 này là đang ở dòng mấy cột mấy? Số 2 đó là đang ở dòng mấy cột mấy? Dòng 2 cột 1. Dòng 2 cột 1 đúng không? Do đó người ta ký hiệu A21. Rồi. Và A21 là bằng mấy? Bằng đúng không? Rồi. Và tương tự như vậy là cô viết là A13. A13 là đang ở dòng mấy cột mấy? Dòng 1 cột 3. Rồi dòng 1 cột 3 và dòng 1 cột 3 thì bằng mấy? Cái vị trí mà đang ở không. Dòng 1 cột hả? Đúng rồi, chính xác. Dòng 1 cột 3 là không. Rồi. Và chính vì lý do đó nên các bạn thấy người ta ký hiệu là ma trình A bằng A11, A12, A1N, A21, A22, A2N, AM1, AM2, AMN, đúng không? Và viết tắt là AED cấp M nhân N. Như vậy là lớp có hiểu là lý do vì sao người ta ký hiệu như thế này chưa? Đó. Lớp có hiểu không? Ở đây ký hiệu A11 là bởi vì nó đang ở dòng 1 cột 1. Rồi đang viết ký hiệu là A2N bởi vì nó đang ở dòng 2 cột N. Rồi và nó bằng gì là tùy ý nó. Được chưa lớp? Rồi. Và ma trình này cô nhắc lại là có mấy dòng mấy cột? M dòng N cột. Đây này ma trình A này. 2 dòng 3 cột. Đúng rồi, có 2 dòng
và ba cột, được chưa? Và bây giờ cô giả sử là cột ba, cột ba là bao nhiêu? Cột ba mấy em biết là bao nhiêu không? Mấy em nói cho cô biết cột ba là nhận số nào? Bảy và trừ bảy. Rồi như vậy là hiểu ma trình chưa? Hiểu rồi đúng không? Ma trình dễ ồn ấy, có gì đâu không hiểu. Cô mới nói xong đó kìa. Xong rồi nha. Và tập hợp tất cả, ví dụ như là tập hợp tất cả các cái số thực á, thì người ta ký hiệu chữ, tập hợp các số thực là người ta ký hiệu chữ R. Tập hợp các số phức người ta ký hiệu chữ C. Tập hợp các số nguyên người ta ký hiệu chữ Z. Còn bây giờ mà tập hợp tất cả các cái ma trình á, thì người ta ký hiệu M nhân N R. Đúng chưa? À, đơn giản vậy thôi. Những cái phần từ A, I, G này nó nằm trong tập số thực R mà ký hiệu là M, N nhân R. Được chưa? M nhân M của M nhân N của R. Đúng chưa? Là tập hợp tất cả các cái ma trình cấp M nhân N đó. Rồi. Và đối với cái ma trình này á, thì các bạn thấy có những cái trường hợp nào làm những cái nào đặc biệt nào? Những cái hình chữ nhật, những cái hình nào là đặc biệt của hình chữ nhật, nói cô nghe nè. Lớp mạnh dạn đi. Hình chữ nhật có cái hình gì đặc biệt? Hình vuông. À, hình vuông. Nếu mà hình vuông thì gọi là ma trình gì? Ma trận vuông. Đúng rồi, ma trình vuông. Rồi còn hình gì nữa? Tam giác hình cột không? Ma trình cột. Ma trình cột là ma trình có mấy dòng mấy cột? Một dòng một cột. Một cột. Câu hỏi cô hỏi ví dụ cái ma trình này mấy em đọc là ma trình gì đây? Ma trình mà có số 0 với số trừ 7 gọi là ma trình gì? Theo các bạn. Ma trình cột. Rồi dòng hay cột? Ma trình dòng hay cột? Cột. Cột. Rồi có mấy dòng đó? Không dòng một cột. Hả? Một dòng hả? Không dòng. Ma trình này là có mấy dòng? Hai dòng một cột đúng không? Đó là cái ví dụ đặc biệt. Còn nếu như mà định nghĩa mà ma trình cột bất kỳ là có, theo các bạn là có mấy dòng, có mấy cột? À đúng rồi, nhiều dòng và một cột đúng không? Nhiều dòng mà nhiều dòng ở đây là ký hiệu chuyện gì đây? Ký hiệu chuyện gì đây? Thay vì mình nói nhiều dòng, bây giờ trong toán M dòng và một cột đúng không? M dòng và một cột đúng không? Rồi như vậy ma trình cột thì đương nhiên có ma trình gì nữa? Khi nói tới ma của ma trình cột thì tới ma trình gì? Ma trình dòng. Ma trình dòng đúng không? Ma trình dòng là ma trình sao? Nhiều cột một dòng. Mà nhiều cột bây giờ nói không phải nói nhiều cột mà nói gì đây? N cột. À một dòng và N cột, hiểu chưa? Rồi. Cái gì mà trong toán mà chỉ nhiều á, thì ký hiệu cho nó không bằng chữ. Rồi. Ví dụ thiền có người yêu tên Hoa thì ghi là một dòng và hát cột đúng không? Phải không Thiền? Phải người yêu em tên Hoa không? Dạ không. Giờ người yêu em tên gì? Nghe em chưa có. Hả? Nghe em chưa có. À em chưa có hả? Ồ nghe hoàn cảnh giấu cô nữa. Rồi tiếp tục này lớp, ma trình gì này hả? Khi mà đây này cô nhắc là này, có tên gọi là ma trình vuông này, có tên gọi ma trình dòng này, có tên gọi là ma trình cột này, đúng chưa? Rồi trong cái số thực R, mấy em thấy hai cái số nào là đơn giản và nó khỏe nhất, đẹp nhất? Trong số thực R, biết số thực R không? Rồi hai số nào mà mấy em thấy là nó nhỏ nhất mà nó đẹp nhất, đó là số mấy vậy? Không với một. Số không và số một đúng không? Số một nó gọi là cái gì của số thực R? Số một và số không nó gọi là cái gì của số thực R? Số một là
Số 1 là cái gì của R hả? Bây giờ nó hỏi tới R đó nghe, liên quan gì đến A2 này đâu đó. Liên quan toán sơ cấp hồi xưa mình học đó. Số 1 là gọi là cái gì của R? Ai biết một điểm công? Rồi giờ không cho nữa, cô lấy. Số 1 gọi là phần từ đơn vị đối với phép tất nhân của R. Được chưa? Phần từ đơn vị đối với phép tất nhân. Rồi. Còn số 0 gọi là phần từ đơn vị đối với phép toán cộng. Đúng không? Trên số thực R có hai phép toán, phép toán cộng và phép toán nhân. Số 0 là gọi là phần từ đơn vị đối với phép toán cộng, còn 1 là phần từ đơn vị đối với phép toán nhân, đúng không? Thì trong ma trình này nó cũng có hai cái phần từ như thế. Rồi. Và đầu tiên hết tôi nhắc tới là cái ma trình 0. Theo các bạn ma trình 0 là ma trình sao? Toàn bộ bằng 0. Toàn bộ bằng không, đúng không? Rồi. Tức là cả tất cả các cái phần từ trên ma trình đó là đều là không hết, được chưa? Rồi, như vậy hỏi câu tiếp theo có mấy ma trình không? 1 hay 2? 1. Có 1 hay có 2 ma trình không? Có 1. Có. Cô là có N. Có vô số đúng không? N là ma trình không. Có vô số ma trình không. Bởi vì các bạn thích thì các bạn lấy 2 dòng 3 cột. Còn bạn nào không thích thì lấy 5 dòng 4 cột. Có bạn nào không thích lấy 11 dòng 20 cột chẳng hạn, vân vân. Đúng không? Như vậy là có rất là nhiều cái ma trình không. Đấy nha, có rất nhiều cái ma trình không. Và rồi như vậy là hồi nãy đến giờ ta nghiên cứu mấy cái trường hợp đặc biệt của ma trình rồi. Lớp, nói lên cô nghe nào. Có bao nhiêu cái trường hợp đặc biệt của ma? 3 4 Ủa 4 Hồi nãy giờ là mình có 4 cái ma trình đặc biệt rồi đó. Ma trình vuông, ma trình dòng, ma trình cột, ma trình không. Rồi bây giờ ma trình 1 là đơn vị đối với phép tất nhân coi. Theo mấy em là ma trình nào? Có quá đúng không? Rồi bây giờ chép nội dung bài học vào đặt nha. Rồi cô giảng tiếp nha. Đây, các dạng đặc biệt của ma trình. Ghi vào cho cô nghe lớp. Trong quá trình cô ghi, trong quá trình lớp ghi, cô lập group nhóm nha, group Zalo của nhóm hả? Thiền đọc cho cô cái số điện thoại của em đi Thiền. Nghe cô là 0938. Rồi, số Zalo nha em. Dạ, dạ. Rồi, tiếp nào. 207420. 207. 420. 420 hả? Rồi. Rồi, được chứ Thiên. Bây giờ cô lập nhóm nha. Cô tạo nhóm. Mình là toán A2 nhỉ? Toán A2 thứ 7. Tiếp. 1, 2, 3. Thiên ơi, em cần... Đồng ý kết bạn mấy cô chưa để cô tạo nhóm này? Rồi, cho em đồng ý được không? Rồi. Rồi bây giờ em copy cái link này rồi lên trên group Zalo trên cái tin nhắn của cái khung chat đó, cái khung chat của lớp mình cho các bạn add vào nhóm nhé. Dạ. Yeah.
Cô ơi, cô mở lại số 2 em con được không cô? Sao em nói gì? Em ơi, nói gì nói ra lớn đi, cô nghe với nè. Cô bằng nào mới hỏi gì cô hả? Chép xong rồi hả? Chép xong cái này chưa? Một coi cái đường link là vào chỗ nào của em không thấy. À, em copy link không được hả? Dạ. Rồi cô hướng dẫn cho em này nha. Cô làm cũng được, nhưng mà bởi vì cô đang xài Zalo điện thoại á. Dạ. Mà trong khi đó là trên đó cái máy tính. Em vào cái nút đỏ 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 đó em thấy không? À, trên cái cửa sổ trên góc phải á. Em thấy không? Rồi xong rồi em thấy là có chữ mã QR link tham gia nhóm. Thấy chưa? Đỏ đỏ thằng con. Bên cái cửa sổ tức là em vào trên group toán A2 thứ 7 tiết 13 này. Em thấy chưa? Xong rồi bên góc phải là có cái cửa sổ. Thấy không nào? Rồi em bấm vào cái cửa sổ đó. Thì em đi xuống, ghê chuột xuống cái là em thấy có cái chữ là mã QR link tham gia nhóm. Thấy chưa? Rồi xong rồi em chọn cái link á. Xong rồi bấm chia sẻ. Được không em? Hoặc là bấm sao chép á. Được không? Không được để cô mở lên cô làm. Dạ không được. Chưa biết đúng không? Bây giờ là muốn trải nghiệm cô hướng dẫn cho hay là cô tự làm cho nhanh? Dạ cô hướng dẫn. Cô hướng dẫn hả? Cô hướng dẫn là nha. Em vào group chưa? Vào group có A2 thứ 7 tiết 13 em thấy chưa? Dạ rồi. Rồi bên cái góc phải ở phía trên group á, là có cái cửa sổ á. Thấy không? Em thấy có mấy cái gạch ngang không? Cái gạch? Trên cái góc phải á. Em đang xài điện thoại hay máy tính? Dạ em đang xài máy tính rồi cô. À em đang xài máy tính à. Thôi để cô làm cho nha. Rồi các bạn chép nội dung này xong chưa? Quay lại số 2 giùm em xíu được không cô? Hả? Cô quay lại số 2 giùm em xíu được không cô? À, quay lại số 2 hả? À. Chờ cô tí nha, để cô copy cái link này qua cho các bạn lại nha. Dạ. Cô đang mở Zalo máy tính để copy link cho các bạn. Tiếng ơi nói gì cô vậy? Em nghỉ sớm xíu để em vô trường học, còn rất nhiều trường. À, wow, mấy em vừa đăng ký mà vừa học online mà vừa học ấy hả? Ghê vậy? Tại kính thật là cô. À, rồi em nghỉ đi cho em nghỉ sớm trước mấy phút. Dạ, em cảm ơn cô. Có link chưa? Dạ có rồi cô, em gửi vào rồi.